Ôi, chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình ở bên Gia Khánh Phát sẽ chuyên cung cấp các loại động cơ 100 đến 400 cc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một siêu phẩm. Cái máy này dùng chuyên cho anh em độ nhé. Máy 3 số tiến một số lùi, hàng của Đài Loan anh em nhé. Giống như máy Honda mà giống như con máy con 81 anh em nhé. Lắp cho tất cả các dòng Honda luôn, nhưng mà cái đặc biệt của con này là em mình sẽ giới thiệu cho. Đấy. Đặc biệt của con này là nó có số lùi anh em nhé. Đặc biệt cái chi tiết của con này là cái hãng người ta đã chế sẵn để cho anh em chế cho người dùng xe khuyết tật luôn, là có số lùi trực tiếp đây là 1 2 3 tiến và số sau sẽ là lùi đấy anh em nhé. Anh em lưu ý cái con này là như vậy, mà hàng cực đẹp, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan về đấy, không phải gia công trong nước đâu, hàng toàn tất cả hàng nhập hết. Đây 1 này, 2 3 tiến. Sau là sẽ nhùi lùi trực tiếp vào nhông xích nha anh em nhá. Đấy. Còn anh em có nhu cầu ấy thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình. Đấy. Còn là anh em yêu quý kênh thì sau là có những cái kênh nào nó ấy nữa thì anh em nhớ bấm nút cái đăng ký kênh nhá, ở dưới góc màn hình ấy, có cả chuông nữa. Đấy. Còn hàng anh em hay hỏi là có đóng CG không? Hôm nay nhưng mà họ tất cả họ đóng CG sẵn rồi. Đấy. Mà anh em lưu ý nhá, chạy công xe của cái mua máy thì anh em lưu ý là mình không đảm bảo với công an được, nên là cái hàng không có giấy tờ gì cả, mình chỉ bán nguyên cục máy mới thôi, nhập khẩu có máy mới thôi chứ còn đừng có hỏi giấy tờ cả anh em, câu chuyện nó mất thời gian đấy. Đấy, đủ bộ mình quay chi tiết cho anh em xem hàng mới đấy. Quay đẹp long lanh luôn nhá. Đấy, lắp số 3 số tiến một số lùi cho dòng anh em mà bị khuyết tật hoặc là muốn chế xe 4 bánh ấy, mà không muốn chế cầu mà chế xích thôi thì là nó sẽ lùi trực tiếp đấy anh em, nhớ nhá, lưu ý là cái việc đấy. Đấy, quay chi tiết cho anh em xem đây rồi nhá. Rồi. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp với mình nhá. Quyết đấy, máy chi tiết đấy. Anh em lưu ý theo chế hỏa khí ấy, lọc gió ấy. Cần số, còn con này là nó có số lùi, là lưu ý với anh em là nó không có cần khởi động nha. Đấy. Giới thiệu sơ qua như vậy thôi. Anh em mà nhớ đăng ký kênh nhá. Sau hoặc là ấy thì mua hàng liên hệ trực tiếp với mình nha. Rồi, chào tất cả anh em. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Rồi, chào tất cả anh em.